anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Chào. Trước tiên này ba anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và bình an. Chưa giờ mưa tới chiều luôn, chắc là mới vừa tắm. Hôm nay mấy anh em hứng cá lên ruộng bữa nữa. Hôm nay hứng cá kiếm lương đồ, cái chơi cá lóc rồi. Cái này mà tối nay mà mưa một cái nữa thì thôi. Mấy anh em mình cá ăn đường nào mà hết. Đó. Ừ. Đó. Rồi hợp lý rồi đó Tung. Cột kia đó đi em. Câu cao á. Để cho cá đừng có ngủ. Đó. Không sao đâu, kinh cạn mà. Ừ. Đó. Chuyện gọng gọng ra tối bắt ếch. Đúng rồi. Tối bắt ếch luôn. Đúng rồi. Cho nó gọng gọng ra mình ếch tối nó đi vô luôn á. Đó. Xa chút nữa Tung. Ừ, xa đã đi. Mình chuối là nhiều khi ếch đồ nó vô. Đó. Này còn xóm mình làm một cái chắc cúng luôn. Ừ. Được anh Quý ơi. Cao quá. Cao hả? Đó. Được rồi. Ok đó, xin. Hả? Trên không gì đó. Cô lái. Rồi, cho mấy trên lại đi, anh coi anh Huy. Biết rồi, anh cô, anh lấy lại đi. Bên anh kìa. Đúng rồi, chị Trâm. Rộng ra. Đó. Chơi đồ. Cá lóc. Mình nghĩ là có thể có cá lóc. Mưa này, hôm chưa giờ mưa. Quá đêm mà mua một cái nữa thì thôi. À, cá lóc rồi nó lên dưới kinh này nó lên. Lương, cá chơi đổ lên. Đó. Nước chứ là đường lớn. Quy quờ giá lưới bằng gì chuối không quy quờ. Biết đâu khi lương vô. Vô nhiều giùm mình nha bạn. Ừ. Im lắm đó. Bạn giúp mình vé nha bạn. Ừ. Rồi tiếp tục cái thứ hai. Hôm trước mình là mà có hai cái mà ký mấy cá. Hôm nay ham quá. Hôm nay đem 4 cái luôn. Cây nhóc anh ơi. Dưới cây mà. Đứng lên. Cái gì cái mối nối cho nó nằm trên đó đúng rồi. Rồi. Đó, vậy đó. Rồi, lụm. Rồi, vậy được rồi. À, cái đường này quá im luôn nè. À, cái này là cái ống bọng. À, nước chảy. À, cái này là cực kỳ im luôn. Cái này sáng ngày mai là hốt mạc cái này nè. Một cá với bạc đâu đây, hốt của anh. Vậy hả? Lấy cá bán có với bạc là cái gì? Hốt cá mình lấy tiền. Hốt bạc đâu đây. Đây là im nhất luôn nè. Nãy giờ mình đặt có 4 cái à. À mình có thể hết thảy là cả chục cái rồi. Nhưng mình đặt 4 cái, đem theo 4 cái. Ừ. To là ớt, sôi ớt bắt cặp. Đó. Anh em dăng cái gì cái mé. Trúng hay không là cái này nè. Ở giờ là 4 cái này nè, mình nghĩ cái này là ngon nhất luôn. Ngay đường nước im quá im. Đường nước lên ruộng. Lấy cá chứ không lấy mì, không lấy tiền, không lấy mì hả?
không lấy, không lấy mì nữa. Đó. Ben. Rồi mình để đây sáng ngày mấy anh em mình cuốn rồi gánh cá về. Giác này 5 giờ rưỡi mấy anh em mình cuốn cái mấy cái vớt về. Rồi coi, coi cá gì? Cá gì? Cá gì? Vì vợ vợ coi đi hả, cho quay tí nè, ủa cái chốt không, cái chốt cái cồng tông không à. Không có lóc hả? Không có lóc cá chơi hả? Buồn cái cá chơi lóc. Không mấy con dính trên tay kìa anh ba. Cái chốc chốc nái luôn á. Chốc nái luôn. Chốt không hả? Không có cá chơi cá lóc nữa. Ờ đổ cái sô coi. Rùa chụp hai nhái. Cái thành hồi nãy có hai cái quá trời cá, mình hai cái đồ đỏ, mấy cái chốt cốc tông, cái bờ kinh này dắt nhóc hôm mình giờ bị mấy con đeo đi chứ kiểu này chắc hồi có nữa, hồi về có nữa. Tiếp tục còn ba cái nữa hả, có đâu đi lần này, này lấy dây cuột, có dây mà dây cuột ạ. À, có cá chạy lên bò. Rồi, phao. Cá nhảy. Im ạ. Alo, thằng nông nhóc luôn tóm con. Ui, sập luôn. Đi mà. Lương 3 bốn. Còn lương 3 lương mà. Lương này phải lương 5 không? Không rồi. Không mini vậy đó. Không bự. Lớn hả? Không bự hả? Còn lương kia mới lớn hả? Quá bờ cõi người ta hả? Ừ. Nãy xì thành đổ hai cái nhiều thiệt ha, có hai cái nhóc luôn, một số không biết đâu được, có mấy cái kia nhóc sao, còn hai cái nữa. Ok, còn cái sau cùng đó nhẹ kia sau cùng có cái đó quên đó bán cá phi đó.
gì được đây. Sống khỏe rồi đó. Và cá phi, con lươn. Cái này người ta mới dọn xạ, người ta gãi vô giống, người ta gãi thuốc ốc ra cái chỗ này nó tận biên là nó nhát lên. Ốc sao? Thè cá không lên hả? Mấy anh em mình đây cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe, dành ăn, chào hẹn lại, bye bye.